muandigame.net, bản đặt lên quân Mobi, thứ vận may và 9K, nhận ngay ở khung giá rẻ uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello, hello chào các bạn, chào mừng các bạn đến trên Quang Linh Vlog. Thì hôm nay mình sẽ review và cho anh Đen một món, đó là món tiết canh vịt. Đây, tiết canh vịt, mình mới đi mua về, tại vì mình không ăn tiết canh mấy, tại vì mình không làm đâu. Tiết canh mình không biết làm, thì mình sẽ đi mua, mua của người Việt Nam ở Angola. Thì mình sẽ review cho hai anh em Tam Mau. Cho anh hai anh em Tam Mau ăn thử để xem cảm giác của khi anh Đen lần đầu ăn tiết canh lợn ăn tiết canh vịt thì như thế nào nhé. Đây. Đây. Rất là mutubo nhé. Mutubo. Chào các bạn. Chào các bạn. Tên tôi là kê. Tên tôi là vịt. Tên tôi là Fedi. Ok thì bây giờ mình sẽ review cho hai anh này. Và mình sẽ ăn và trải nghiệm trước để cho đảm bảo là hai anh Đen này ăn là cái này là ăn được. Thì mình sẽ ăn cho các bạn và hai anh Đen này xem và để cho hai anh Đen này thử thách. Mình sẽ ra thử thách cho hai anh Đen này, hai anh em Tam Mau. Trước tiên là ăn thì phải có chanh rồi, tất nhiên tiết canh phải có chanh. Đấy. Bỏ chanh vào là nó lúc thúc thúc mút gì à, mút gì à. Review á, review các bạn xem đó, rất là thơm. Photo để bài. Ok thì bây giờ mình sẽ ăn trước và cho hai anh này ăn sau để mình sẽ ăn và cảm nhận trước để cho hai anh Đen này tự tin để ăn món tiết canh vịt này. Tiết canh này tiết canh vịt nhá, không phải là tiết canh lợn. Tiết canh lợn ăn chớ lắm. Mình chỉ ăn tiết canh vịt và tiết canh gà thôi. Bỏ nhiều nhiều chanh tí cho hai anh Đen này ăn. Muốn chụp cùi à, cùi à. Hai anh Đen nhìn chừ quá. Bên châu Phi này không ăn tiết canh máu như thế này đâu. Rồi, đấy. Mình sẽ ăn một miếng để review. Cũng như cho hai anh em này tự tin lên. Đấy. Đấy, ăn miếng to luôn. Đây. Photo. Đấy. Ok. Mình ngon. Mời các bạn ăn nhé. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Ngon các bạn. Cái canh này họ bán, họ mình trước, họ làm trước rồi. Nên là nó nguội, nó ăn cũng không ngon lắm. Ok, phải đi. Anh phải đi, bắt đầu anh phải đi. Nói một cái, em có mèo chứ, nào có mèo. Anh đang chờ, anh đang chờ. Ok. Ok, sao cũng bị đại cái muối tôm. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Em từ đó. Em từ đó.
Ăn được. Mày các bạn ăn nhiều nhiều. Ăn được. Mít bông. Ngon thế. Nó phải là được. Nó phải là mít bông. Phải tu rù. Này. Mình sẽ chắn cho anh phải làm pito đi. Dùng tù ram mà dùng tù ram mà nó gầy. Hai nền này lần đầu tiên ăn, mình khẳng định luôn, tại vì ở châu Phi không ăn món tiết canh như Việt Nam đâu. Em từ đây mà chạy vậy. Bông, đi cà bông. Hai đen là ăn được đó các bạn, đó là mình làm clip này thì cũng theo yêu cầu của các bạn thôi. Tại vì có nhiều người bảo là làm tiết canh và cho mấy anh đen ăn thì mấy anh đen đã đi khỏi rồi và bây giờ là đang giờ làm việc, nên là mấy anh đen đã đi làm rồi nên là thời gian rất là ít để làm video, nên là mình sẽ cho hai này thử trước, thì clip sau nữa thì mình sẽ làm cho tất cả các anh đen ở đây ăn. Thì nói chung là mình cũng không biết làm tiết canh, mình mua bát này là ở của Việt Nam, tại vì mình đặt trên mạng ấy là họ ship đến cho mình, thì mình sẽ review hai cho hai này ăn. Thì nói chung là cũng bình thường, nói chung là những người nào sợ thì cũng ăn được, nhưng mà hai này rất là can đảm. Thì mình đã ăn mẫu cho các bà hai này rồi thì chắc chắn là anh này rất là tốt. Nó bảo là ai nên cản lời không nói gì cả. Em nếu nước của mình sao cũng mịn à, mà prove ta bùng nào quay mai nào cứ đây đâu mày này mai. Mình đi lấy tiếp, mình đi lấy tiếp bù cha mai cái gì nhớ đâu mày. Ok thì bắt đầu đi cùng với mày, hôm nay mày. Ok thì clip sau mình sẽ mua vịt trứng trứng vịt lộn và hột vịt lộn ở quê mình thì bảo là trứng vịt lộn, thì mình sẽ mua trứng vịt lộn và mắm tôm, bún đầu mắm tôm, tất cả các món ăn ở Việt Nam và đưa cho tất cả các anh đen ở đây review và cảm nhận như thế nào. Thì hôm nay ăn tiết canh ngan thì hai anh này bảo tốt, rất là ăn rất là ngon, tại vì muốn đoán có mẹ cái SP gì? Từ lúc sinh ra như chưa ăn. Hôm nay mới ăn. Em bơ gai vừa làm bơ làm medical ấy. Cả ta muốn đủ. Ok rồi các bạn ạ.
thì mình hôm nay mình sẽ cũng mua món tiết canh này và review cho anh này ăn. Thì clip sau mình sẽ review tiếp tất cả các món ăn ở Việt Nam độc lạ và mình sẽ làm hết. Và nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh Quang Linh Vlog để ủng hộ mình nhá. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn.